chương thứ 9. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói gì, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau, việc từ kẻ chết sống lại là gì? Lại hỏi Ngài rằng, sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng, thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Và ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy. Đức Chúa Giê-xu với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh và mấy thầy thông giáo đang cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thấy đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lạy Thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho Thầy, nó bị quỷ câm ám. Không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào, hãy đem con đến cho ta. Họ bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nổi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng, sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng, nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đoạn đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi, Ngài bị giết đã 3 ngày rồi thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ, không dám hỏi Ngài. Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng, lúc đi đường các ngươi nói gì với nhau? Môn đồ đều yên lặng, vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài bèn ngồi, kêu 12 sứ đồ mà phán rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ, rồi bồng nó trong tay mà phán rằng, hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Giăng thưa cùng Ngài rằng, lạy Thầy,
Chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đừng cấm làm gì, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Chúa cứu thế, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại được? Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau.